mọi người, Harry đã lên máy bay rồi, uống một ly nước cho nó tỉnh táo một chút xíu. Và Harry sẽ bay đâu đây? Bây giờ thấy hơi có một chút mưa là Harry đã thấy lo lắng rồi. Mình bay xong thấy cũng mây nhiều quá, mình cũng lo là mong đừng mưa. Cái hòn đảo đẹp quá mình phải quay. Và mình sẽ đi đâu đây? Không biết, nhưng mà mình đã tới nơi. Và mình được lên xe rồi, có chai nước suối mình uống tiếp. Và mình sẽ đi đâu đây? Các bạn ơi, đây là Nha Trang nha cả nhà ơi. Nhìn cái bờ biển thôi thấy rất là thoáng gì đâu ha. Mình vừa mới tới một cái resort rất là dễ thương, mọi người phục vụ rất là chu đáo ở cả nhà. Nói chung là vừa mới tới nơi là hơi nóng người, mình uống một ly, sau đó thì mình ăn cái bánh này. Trời ơi, nó ngon dã man á mọi người, tỉnh táo liền luôn. Và Harry ra ngoài, Harry ngắm ở bên ngoài nó như thế nào. Nói chung là chưa gì là thấy mát người rồi đó. Và mình đi buggy, mình đi tới cái chỗ phòng của mình à. Và bây giờ mình bước đi thôi. Phòng của mình sẽ ra sao đây? Ta-da! Đây là phòng khách nha mọi người. Trời ơi, siêu rộng, siêu đẹp luôn. Harry phải giới thiệu về hồ bơi riêng. Mình rất là muốn tắm mà không có mang theo áo bơi, tức gì đâu à. Còn đây là... Thật ra mình nói thì hơi ngại quá, mà hồi nãy ăn cái này nó ngon quá, Harry phải xin thêm. Trời ơi, không ngờ là cho nhiều vậy chứ. Nói chung là gửi lời cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, nó ngon quá, không chịu nổi. Và sau này á thì Harry sẽ ăn nem nướng Nha Trang. Thật ra qua Nha Trang rồi mà không ăn cái này là rất là phí nha. Mình đã tới nơi thì mình phải buộc ăn cái những cái món ăn nào mà đặc sản của khu đó. Mà Harry không có đi ăn chỗ mà Harry biết. Mà Harry hỏi là bác Tài ơi, ở đây có chỗ nào mà nem nướng mà thật sự rất 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 là ngon không? Nói chung muốn ăn ngon thì phải hỏi dân địa phương, là cái điều đó là chắc chắn phải ngon. Và y như là mình chấm cái sốt này mình ăn thôi, trời ơi nó ngon hú hồn, ngon muốn xỉu nha cả nhà. Trời ơi, Harry nghĩ là cũng sẽ có người thắc mắc là ủa Harry qua Nha Trang để làm gì, để đi chơi hả? Thì thật ra thì cũng không phải là đi chơi đâu. Harry được đi chương trình cánh diều vàng. Lúc đầu thì Harry cũng có công việc nên Harry nghĩ là Harry sẽ không đi được. Nhưng mà lúc đó anh Thành bảo là anh phải quay MC chương trình rap Việt mà truyền hình trực tiếp luôn. Cho nên anh không thể nào mà có mặt ở chương trình cánh diều vàng được. Cho nên anh Thành mới nhờ là bây giờ em có thể vì anh, thương anh đi chương trình cánh diều vàng có được không? Ôi, dù gì cũng là em là bạch xã đó, nói ngọt ngào kiểu vậy đó. Cũng rất là may là cái lịch của mình được dời những ngày khác rồi, cho nên hả lần này Harry đi Nha Trang thay thế cho anh Thành luôn. Chuẩn bị cho buổi này á, mà hả mấy ngày nay Harry cũng không có được ăn quá tải, tại vì á mặc đồ dress á mình phải giữ eo á mọi người. Thật ra cái ngày này nha, Harry cũng không có ý định là ăn đâu. Lúc đầu á là mình nghĩ là thôi nguyên ngày mình không ăn gì hết, mình cứ mặc đồ đẹp đẽ xong rồi mình tham dự đi. Ê, nhưng mà gần tới 5 giờ chiều, trời ơi mình đói không chịu nổi. Và mình đã tự hỏi bản thân mình có nên ăn không. Thì Harry nghĩ là ăn cũng dễ hối hận, không ăn cũng dễ hối hận, thì thôi kiểu gì cũng hối hận thì ăn luôn đi cho rồi. Dù gì cũng ấm bụng, no bụng thì nó sẽ hạnh phúc hơn là không ăn luôn chứ đúng không? Đó, và đi tham dự. Nói về cánh diều vàng thì Harry nghĩ là chắc các bạn cũng rất là thắc mắc. Tại thảm đỏ, nghệ sĩ sẽ ra sao? Dạ, giống như tôi đây, gặp người quen là cứ kêu chụp chung rồi này nọ. Kylie cũng là bạn cùng tuổi với Harry, rất là dễ thương, rất là tử tế nên Harry rất là mê. Trương Quỳnh Anh là khỏi nói ha,
là vợ mình hiến. Đây là lúc mà mình kiếm đường, mình đi đâu á, mình cũng không có biết đường nào mình phải đi hay không. Cuối cùng kiếm được. Và lần này thì chụp hình cả với Diễm My nữa. Bạn Diễm My dễ thương, tinh tế, biết quan tâm đến xung quanh, quá tốt. Eo ơi, pháo bông đẹp quá trời đẹp. Bự ơi là bự luôn, siêu đã nha mọi người. Nhưng mà cái tiếng nó to quá, Harry lo, Harry sợ, Harry phải chạy trốn mọi người ơi. Nói chung á là cái gì mà to đùng 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 á, mình dễ giật mình á, mình phải trốn liền á cả nhà. Đó, thấy chưa, hèn quá. Và cuối cùng thì mình đã tham dự, trời ơi, chương trình mở màn rất xuất sắc. Và các bạn phải xem chương trình, trời ơi, hoành tráng lắm. Mình nhìn mà mình giống như mình đi xem một cái show nghệ thuật siêu 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 là hay ho. Những người chưa ai xem thì phải xem lại nha. Cái đoạn này là Harry rất là mê, rất là thích nhất.